Trong cái video này thì chúng tôi sẽ nói về cái bệnh viêm tụy nhé. Viêm tụy thì có hai loại, một loại là viêm tụy cấp và một loại là viêm tụy mãn. Cái viêm tụy cấp ấy, thì cái bệnh này nó có một cái đặc điểm, đó là cái cơn đau của nó rất là khủng khiếp. Thông thường ấy thì nó đau cái phần trên rốn, và cái cơn đau của nó thì đau đến mức mà được miêu tả là không thể chịu được được nha. Đau đến mức mà các bác phải ôm bụng và phải quỳ gối xuống đấy thì mới giảm được cái cơn đau xuống một chút. Nó nữa là một số người thì miêu tả rằng nó đau như kiểu là dao đâm, đau đến mức mà các bác không thể làm được cái việc gì, chỉ có cách là đi viện thôi. Đấy là cái đặc điểm của cái cơn đau viêm tụy cấp. Thì khi mà cái vị trí đau ấy nó nằm ở phía trên rốn và có phần lệch sang bên trái, đau ở trên rốn và lệch sang bên trái, và đặc biệt đấy là nó có cái điểm là điểm đau về phía sau lưng nhé. Thì đấy là một trong những cái biểu hiện của cái cơn đau viêm tụy cấp. Thế còn cái viêm tụy mãn ấy, thì thông thường nó không đau như kiểu viêm tụy cấp, mà nó sẽ đau một cách nó âm ỉ hơn. Hai nữa là người thì thường là mệt mỏi. Cái viêm tụy cấp ấy, nó có cái đặc điểm như sau. Một đấy là khi mà các bác bị đau ấy, thì các bác sẽ đau rất là đau, và đau phía trên rốn, đau lan ra phần sau lưng, rồi có thể kèm theo một là chướng bụng đầy hơi, hai là có thể là sốt, ba là có thể là nôn ói nha. Thì một các cái đặc điểm trên ấy là nó thuộc vào cái chứng viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp ấy thường khi nó xảy ra, một là các bác vừa mới ăn uống một cái bữa rất là nhiều chất đạm. Cái việc xác định chính xác cái bệnh viêm tụy cấp ấy, thì thông thường là các bác đến viện và người ta sẽ xác định cho các bác là bị viêm tụy cấp. Bởi vì sao? Vì là cái bệnh viêm tụy cấp ấy, nó cái đặc điểm của nó là rất là đau và đau không thể chịu được, nên là các bác bắt buộc phải đến viện cấp cứu. Và sau khi mà viện mà người ta đã cấp cứu xong rồi ấy, thì các bác về có thể dùng thêm các cái thảo dược để nó hỗ trợ điều trị, thậm chí là điều trị cho các bác. Thì thảo dược ấy thì nó không những hỗ trợ về cái viêm tụy cấp mà viêm tụy mãn thì nó cũng hỗ trợ, và kể cả nó có khối u hay là ung thư tụy thì nó cũng đều hỗ trợ cho các bác nha. Còn khi mà các bác dùng ấy mà thấy nó dễ chịu nha, thấy nó người nó dễ chịu thì đấy là cái thảo dược nó hợp với cái căn bệnh của các bác. Tùy từng chứng bệnh của các bác mà cái thảo dược sẽ được điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như trên tay tôi đang cầm đây chính là cái thảo dược mà có cái tác dụng là nó sẽ điều trị cái bệnh viêm tụy nha các bác nhé. Còn viêm tụy thì có viêm tụy cấp và viêm tụy mãn. Hai cái chứng này thì nó sẽ phân ra để cho các bác cái cách điều trị của từng nơi. Nữa là có cái loại nữa là đó là cái ung thư tụy, hay còn gọi là khối u ác tính ở tụy nha. Thì cái khối u ác tính hay khối u lành tính thì cũng đều dùng cái thảo dược, nó có cái tác dụng là tiêu u thải độc của các bác ra. Vì u lành tính hay u ác tính ấy, nó đều hình thành từ máu và oxy từ các cái tế bào nha. Thì lành tính hay u ác tính thì nó đều thuộc vào cái huyết độc, cái nhiệt độc nó tạo ra cái u. Thì dùng thảo dược các bác thải cái huyết độc và cái nhiệt độc đó ra thì sẽ giúp các bác là hỗ trợ điều trị được nhé. Còn cái việc chữa hay là hỗ trợ điều trị cái viêm tụy ấy, đặc biệt ấy, thì thứ nhất các bác phải kiêng khem. Một là các bác phải kiêng được rượu bia nếu mà do nguyên nhân rượu bia. Rồi do nguyên nhân mỡ máu thì các bác phải dùng các cái thảo dược nó có tác dụng là thải mỡ máu. Còn do nguyên nhân là sỏi mật ấy, thì các bác phải dùng các cái thảo dược nó có tác dụng là chữa trị cái sỏi nha. Còn trên tay tôi đang cầm đây thì cái thảo dược này nó có tác dụng rất tốt để hỗ trợ cái thảo về gan, về mật, về mỡ máu nhé. Và điều trị cái viêm tụy rất là tốt. Chính vì vậy cho nên là nó dùng để điều trị cái viêm tụy cấp hay viêm tụy mãn. Một gói nữa, đó là cái gói này nó có tác dụng là nó sẽ thải độc cho các bác nhé. Vì cái viêm tụy thì đa phần là trong cái đường ruột của chúng ta thì đều có những cái vấn đề về đường ruột, thì dùng cái gói này nó thải độc cho các bác, cũng giống như là dùng cái chổi các bác quét cái nhà cho sạch đi nha, hay là dùng cái thảo dược để rửa toàn bộ cái đường ruột của các bác ra, sau đó thì các bác dùng thảo dược này vào thì nó sẽ có cái hiệu quả tốt hơn rất là nhiều. Thông thường ấy thì với bệnh viêm tụy cấp hay viêm tụy mãn hay là khối u hay ung thư tụy đều dùng hai cái loại thảo dược này. Tuy nhiên với các chứng bệnh về viêm tụy thì nó còn có thêm một chứng bệnh, đó là một số người thì thấy sợ lạnh và một số người thì không thấy sợ lạnh nha.
một số người thì nôn ói nhiều, một số người thì không nôn ói nhiều, thì tùy theo từng chứng bệnh nha, mà chúng tôi sẽ điều chỉnh thảo dược cho nó phù hợp. Đặc biệt có những bác thì lại đi ngoài lỏng, có những bác thì lại đi ngoài táo bón, có những bác thì nôn nhiều, có những bác thì chướng bụng. Thì mỗi người có một chứng bệnh riêng, các bác cứ liên hệ qua số điện thoại là 0932 240 345. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác cái cách chữa cái viêm tụy cấp, viêm tụy mãn, u tụy, rồi kể cả ung thư tụy một cách làm sao có hiệu quả nhất. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi. Các bác hoặc các bạn lấy cái thảo dược này thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 340 345 hoặc là 0964 421551. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé.